của chú ơi, cái này là gì vậy? À, quà của gia đình gửi qua. Gì vậy? Quà gì vậy? Nè, cà phê nè. Cà phê là cái này nè. Đố anh đó là cái gì? Da cá hả? Đúng rồi, này da cá mập nè ông bà của chú. Bên đây hết mất, rồi, bà ngoại mua cho. Mất. Bà ngoại tiếp tế lương thực. Thuốc này của ai đây? Thuốc đó là của đây là nữa anh. Trời anh nói chuyện với cô Thanh ảnh nè. Muối từ lớp. Dạ đây. Đây là da cá mập nè cả nhà ơi. Cái này là ngon lắm mà bên đây hết rồi nên giờ bà ngoại đặt cho thêm 1 ký nữa. Cái đó là cái này luôn, hay là cái này chung là 1 ký không bà cô chú? Còn này tôm khô bữa không đủ ký mình để lại. Giờ là có tí cầm qua, chất lượng ghê chưa? Còn bà ngoại mua mực cho mấy chị em không bà cô chú? Mua mực gửi qua rồi không? Bà ngoại bữa còn làm, đây là trà mãng cầu, còn dư một thố ngoại đem qua tiếp tục. Dạ, ngoại sợ ăn không được. Đây. Đó, đây là trà mãng cầu nè ông bà cô chú, này bà ngoại tự nhào luôn á, tự mua về bà ngào gửi qua cho Thảo với anh Chánh với mấy đứa em. Trời. Lá xương. À, này thuốc lá. À, này là muối tiêu lớp, trời nó bị sốc nó đổ dưới. Đây là dung dịch vệ sinh phụ nữ của Bo. Này đó nặng lắm á, mấy em mua chục chai á. Của Bo dùng dung dịch vệ sinh phụ nữ. Mới qua phải cái đó, cái này đó rất là cần thiết chị ơi. Cái đó vậy chứ Bo bị da cả nhà tắm cái đó rất là tốt. Cái này là mực. Này mực mà. Cái này đồ của anh. Ơi. Chết. Bể gì vậy? Bể. Hình như nó bể cái gì á. Trời ơi, tới không chịu. Như là bể cà phê hay sao á. Như bị bể một gói cà phê á anh, với lại bể cái gì mực nè. Rồi, đây là mắm chuốt của Hảo nè. Rồi, đem cái này qua nè ông bà cô chú. Không, hút chân không nên nó không dính rồi. Cái này hên, để chị rửa. Rửa được cái gì? Còn cái này là cái gì vậy bà? Bột rau má nguyên chất. Không biết, chắc mẹ đóng vô chị Hảo ơi. Còn cái này là cái gì, bột đậu. Ê, như cái đó chảy vậy chị Hảo. Yêu. Đúng không? Còn cái này hả đây. Trời ơi, bà cô chú ơi, để Thảo đi xử lý cái này nha. Nó bị ướt te tua, te tả. Được rồi. Cái này có 1 chai hả? Cô. Dạ, có 1 chai. Rớt ra sao? Cái gì chảy nước vậy ta? Nè, anh lấy cái này ra, lấy cái chai nhỏ mắt ra đi anh, để nó dính á. Để coi mứt dừa nữa kìa, trời ơi, ngoại gửi bấm rốt. Mứt dừa nè, với lại mứt mãng cầu, Hảo đang thèm luôn. Đó, ình khui hộp quà ra. Coi bà tặng cho ình cái gì kìa. Bà nói là bà thương ình lắm á. Bà có cháu nhiều lắm á, mà nói bà thương ình. Wow, nguyên một hộp bút chì màu, đủ loại luôn. Bánh hát bà cho con đó, con cảm ơn bà. Đâu đây mẹ coi bà thương cho con nha. Rồi con nói sao anh, cảm ơn bà sao anh, hai ta lại cảm ơn bà sao. Cảm ơn bà đã mua cho con. Con nói đi, cảm ơn bà đã mua cho con. Cảm ơn bà đã mua cho con. Trời ơi kìa nè, bà cho con bánh đó nè. Đây là bánh nha. Trời ơi, họ bút chì màu đã chưa. Vừa có màu tô mà vừa có màu viết nữa. Cái này gì đây? Cái này vẽ đó con. Con đừng có phá của con. Trời ơi. Ba coi thôi mà chứ ba đâu có phá. Anh sợ hư đồ của ảnh. Nè, bà còn cho con Nguyên hai tặng con 2 cái áo nữa nè. Đóng. Hello. Nắp lại mà. Nghe chị. Cái này dùng con hả mẹ? Dạ, mới có tặng pháp lập chứ chị. Ai vậy? Đây, lên đây. Trời đất ơi, anh Thuận. Anh Thuận gửi gửi lì xì từ xa. Lên đây, từ tới anh ba này mà anh ba thương dữ không? Đây, anh ba lì xì nè. Tí đâu? Tí. Anh thấy nhìn liếc liếc chú Thuận. Là tối nay anh mất ngủ rồi. Ngủ đi đi. Làm đau như các nè. Ba ơi, áo đồng bằng rồi, đây đồng bằng đây ơi. Nghe lên. Bấm cái bụng ngắt cái rút. Ngắt ứng vô. Bụng ngực. Tao
bao nhiêu của tao là gắt dữ đúng lại. À, bữa ở Việt Nam là tí bao cho chút Tết Thuận hả? Chưa. Trời ơi. Quên mất tiêu chảo ơi. Hiện tại nó im im mà đây nó mới mới được lì xì tiền đô đây nè. Rồi. Nè, anh Thuận ở Việt Nam, anh Thuận lì xì cho một đứa 500 đô. Rồi. Anh hai ứng ra. Anh hai ứng ra đưa cho anh Thuận. Rồi. Chúc mừng năm mới ơi. Năm mới vui vẻ. Trời ơi. Đứng bên tay lại đúng không? Anh bảo với Thuận xỉn này đâu bà chú. Bên tay lại đó. Đây nè của em nè. Đó. Có ngã nữa ngã nè. Cái tối dễ. Tí rồi tí. Coi chút rồi đã. Tí đi anh tí đi. Không tí phải chút trước chứ. Dạ. Anh bấm cái bụng nè. Anh bấm cái bụng. Rồi cửa bò. Đó, nào cho được. Đây. Đây. Hôm nay nè tao tao quay đi anh tí cầm ra ngoài nè. Anh tí cầm quay nha. Rồi. À, anh Thuận ơi, năm mới qua Mỹ em cũng không có gì hoài với niềm vui của anh Thuận mà em mới gì nhận được. Quá vui luôn chứ em vui gì nữa. Bị cháy gió trở trời, chưa có quen được cái thời tiết ở đây. Mà anh Thuận làm cho em là bỗng nhiên lúc ấm hả? Nó ấm rồi. Uống mấy viên thuốc bổ vậy đó. Thôi em cảm ơn anh Thuận chứ. Dạ. Em chúc anh Thuận năm mới vui vẻ. Sớm có tình vui nữa. Sớm có tình vui nữa. Vui. Chúc em cho đây ấm tâm. Rồi đây tới đi xuống. Uống trái nữa chứ. Thôi đi ba cây. Hết rồi cũng dán gì đâu mà. Quá sữa đó luôn. Thứ gì chịu nổi. Dạ chúc anh Bảo với anh Thuận. Ủa anh Bảo đây hả? À ba nữa hả? Ông Bảo anh Bảo anh Bảo đây hả? Anh Bảo chưa lì xì hả? À vậy là để chú anh Bảo luôn. Sẵn anh Bảo chị... Anh Bảo chỉ có gầy. Mẹ già chỉ có bây giờ chưa hả? Dạ, chưa anh Thuận à, ba ấu năm nay á làm ăn phát tài phát lộc đó, phát tài phát lộc, tiền vô như nước, sớm có quý tử à. Thuận đau lòng. Thuận là muốn có con gái. Thuận đau lòng lắm luôn, quý tử cũng được. Vui quá vui luôn. Không được cô chú, thì hôm nay á Thảo có cái hẹn 4:45 để đi lên rạch nữa. Tại vì cái hẹn mổ á thì người ta dời người ta tới ngày 29/2 mới mổ được, mới lấy hết ra được. Nhưng mà hôm nay sưng nữa, lại bắt buộc mình lên rạch nữa, gọi bác sĩ mà cứ gọi hoài, hỏi bác sĩ coi là cứ kêu lên rạch chứ không có chưa giải quyết được cái vấn đề. Thì người ta cứ kêu giờ hỏi vô emergency room á thì cũng như vậy thôi, người ta cũng chỉ rạch thôi, nhưng mà cái cục của Thảo không có mũ nhau nên Tránh cũng chưa có biết cái vấn đề như thế nào. Nên chiều nay 4:45 á là phải chở Thảo đi lên. Đó. Cái đó là mình gặp trực tiếp người ta đúng không anh? Đúng rồi. Đó. Rồi Ryan cũng bị bệnh luôn mà cô chú. Tránh mới gọi bảo hiểm rồi gọi công ty, gọi cho bác sĩ lấy thuốc, xin thuốc giờ đi lấy thuốc luôn. Ông bà cô chú, cái mắt của Ryan nó là không phải là xem điện thoại hay iPad nhiều mà anh bị dị ứng thời tiết với Minh Chánh. Nó bây giờ hai con mắt nó sưng, mà bây giờ cái mũi của Ryan nó là hả, nó bít hết luôn rồi, nó không có thở được, tối nó ngủ tội lắm, nó thở bằng miệng không mà cả nhà. Mà cái mũi á, Thảo cho hỉ ra thì không có cái gì trong đó để hỉ hết trơn á, là hả hai con mắt thì nó sưng y chang anh Chánh bị dị ứng thời tiết hồi lúc đợt trước mới qua đây luôn. Là giờ bác sĩ cũng nói là Ryan bị dị ứng thời tiết nên bây giờ lên là người ta sẽ kê thuốc hả anh. Người ta kê thuốc để cho Ryan anh Chánh ra lấy, gần cho Ryan uống. Hy vọng là Ryan đỡ. Hôm nay Ryan mệt á, ảnh ăn cơm không nổi luôn á. Trời ơi, hai mẹ con sao mà nó xui. Mà bên đây sao khám bệnh khó quá cả nhà. Hôm qua thì người ta kêu là cho mình cái lịch mổ, xong rồi giờ tự nhiên cái khám online thì bác sĩ xem thì nói là hả kêu lên rạch tiếp. Mà cái nách của Thảo hiện tại là rất là đau luôn, mà nó không có mũ ở bên trong nữa. Không biết sao mà đâu có gì để gạch đâu ta. Bây giờ Tránh Thuận chạy đi lấy thuốc cho con, mới đi giao cao tỏi cho chị khách. Rồi ở nhà em cho hai đứa nhỏ ăn, ngủ dậy ăn đi. Dạ, ha. Cơm đi thì bây giờ bo tí thì mới qua nên là
À, ngủ quá một câu rồi. Nên là Thảo có để tờ giấy sẵn nè. Giờ anh Chánh một lát 4 giờ rưỡi anh chở Thảo đi khám bệnh. Nên là hai ba tí vậy chắc là không có Thảo ở nhà rồi. Dạ, Thảo có làm cơm sẵn cho hai đứa em rồi. Cái này làm mực xào nè. Mà món này thì Thảo đang kiêng ăn không được. Tại vì nó là đồ biển. Rồi cá kho nè. Đó, cá ngừ kho với lại canh cua rau đây. Đó, là Thảo làm sẵn cho hai em. Dạ rõ đây nè ông bà cô chú ơi, bây giờ con mắt bên đây là nó bị sưng, bên đây nó cũng sưng luôn. Mà đây là bây giờ thở mũi không được, con thở mũi không được đúng không? Đó. Mà con hỉ ra coi, có mũi không? Không có mũi luôn, kiểu như là nó thở bằng miệng không á cả nhà. Cái dị ứng này thấy tội quá. Phải chi là Thảo bị... Ô mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ chùi cho con á. Bây giờ á mình mệt thì mình nghỉ ngơi ha. Ơi, ông bà có chút khỏe không? Con bị bệnh rồi. Con bị bệnh gì? Con không biết. Con bị bệnh con mắt á. Con bị bệnh con mắt. Và con mũi con sao? Mũi con bị sao? Mũi con thở được không? Mũi con thở được không? Dạ không. Vậy luôn hả? Dạ. Tội quá vậy không? Vậy bây giờ làm gì mới hết bệnh ta? Uống thuốc đó. Con uống thuốc hả? Rồi lát nữa ba đi lấy thuốc rồi cho con uống nha. Đây nè ông bà cô chú ơi, ảnh bị dị ứng mà ảnh thở bằng mũi đâu có được đâu, nên ông bà cô chú thấy ảnh thở bằng miệng không? Nó ổng thở nguyên đêm vậy luôn á, tội lắm luôn á. Rồi bây giờ bác sĩ cho thuốc anh Chánh chạy đi ra ngoài qua rin để lấy rồi đó cả nhà. Rồi xong người ta sẽ cho một cái lịch là để ảnh mới được lên khám gặp bác sĩ. Bên này là đi khám bệnh phải đặt lịch hẹn khó khăn quá luôn. Tội ảnh ghê luôn á. Hôm nay là ảnh chán ăn cơm luôn hả cả nhà. Thì ở Mỹ á, mình đi lấy thuốc, cái Chánh đi lấy thuốc, bác sĩ cho thuốc xong rồi mình Chánh chạy đi ra cái chỗ này nè. Cái chỗ này gọi là Warren, như nhà thuốc gì đó. Chánh ngồi trên xe luôn, Chánh đợi. Chính đợi là tới cái lượt Chánh anh vô, người ta sẽ mở cái cửa sổ ra, Chánh đưa thông tin của Brian ra là mình được lấy thuốc, là thuốc nó người ta sẽ đưa cho mình, rồi bác sĩ sẽ hướng dẫn cho mình uống đàng hoàng luôn đó cả nhà. Thấy không, ở Auckland này nè, để Chánh zoom từ xa cho cả nhà mình coi nè. Bây giờ người vô gia cư ở trong cái Warren này là thường thường nó đâu có được ai ở đâu, cái bãi đầu trên này mà thường thường xe mình vô là tô liền. Nhưng mà người ta vô, người ta ở đây, người ta tháo bánh xe ra, người ta làm nhà cửa, người ta ở nó, người ta giặt ủi, người ta tắm rửa luôn đó. Mình thấy không, với lại chi phí bảo hiểm bên này, chi phí medical và chi phí y tế bên Mỹ rất là mắc nha, mà cô chú cực kỳ mắc luôn á. Này, đây là nhà thuốc đó, trên đi đang đi lấy thuốc cho nền của bà cô chú nè. Bệnh thấy tội lắm, nhà nhõng nhẽo quá trời nhõng nhẽo luôn. Xin chào ông bà cô chú, thì bây giờ là đây anh ngủ rồi, Thảo gửi cái hình ở nhà cho tí, tại vì tí thức mơ thì ngủ. Thảo có nói là khi nào mà cháu dậy thì tí gọi cho chị hay đó. Còn bây giờ là sẵn tiện là Thảo cũng cho ông bà cô chú xem luôn. Thì hiện tại là có một cái chương trình quảng cáo là người ta nhờ Thảo quay cái video này. Tại vì mình được book với cả nhà một cái video này là nếu mà mình quay thì quảng cáo về cái sản phẩm này mà mình khen ngon thì là sẽ được 3 triệu. Có không? Trời có. Sẽ được 3 triệu. Thiệt nha, sẽ được 3 triệu đồng. Nói chung là 3 triệu là đối với Thảo là rất là, nó không phải là một con số nhỏ mà nó cũng không phải là một con số quá lớn. Nhưng mà nó lần đầu tiên là Thảo nhận cái quảng cáo này, nên là Thảo hy vọng là chưa sang đếm cầm. Còn quảng cáo mà em nói với hết rồi hy vọng là mình sẽ làm tốt cái nhiệm vụ này nha. Tại vì người ta còn phải chết lại, sau đó là người ta mới trả tiền á cả nhà. Đó nên nó là em nói vậy luôn, là người ta chắc thề luôn, người ta không trả cho 1 đồng luôn á. Không có, ý là người ta nói là mình quay như thế nào cũng được, miễn là ăn cái sản phẩm này là mình phải khen ngon nha. Đó. Khen ngon luôn hả? Phải khen ngon. Thôi anh không có khen xạo ở bên đây đâu, có gì vậy? Đem mở ra nhưng cho. Nhưng mà anh không có khen xạo nha. Đây nha, đừng có bắt nè. Đây là cái sản phẩm mà Thảo nhận kinh nha cả nhà. 3 triệu. Rồi đây cả nhà ơi, để Thảo mở ra cho anh Chánh thưởng thức thử nha. Chua không? Đây nha cả nhà ơi, thì bây giờ Thảo đã xé ra cho anh Chánh rồi. Anh thùng tên. Nè anh ơi, anh thử đi, rất là ngọt nha, anh khen nha. Chị ngọt nha. Ngọt.
Ngọt không? Sập. Ngọt lắm. Thôi đừng quảng cáo nữa, chua lắm. Ngọt không anh? Thôi thôi. Ngọt không anh? Không. Kẹo ngọt hả? Kẹo ngọt hả? Không. Người ta nói ngọt phải lấy 3 triệu. Không, 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 anh cho em 3 triệu. 3 triệu anh cho em được. Đừng lại nghịch bạc. Mua về ăn mà không được bị chửi chết á. Ngọt anh thấy bộ anh khen cái đi. Ngọt không, chua lắm à. Đó rồi vậy. Em chết anh nhẹ rồi cả nhà cười ra nước mắt luôn á. Bà cô chú lên. Chua lắm anh không có nổi. Dạ thì nói thật với ông bà cô chú á, thì cái bịch này là do Thảo order từ Việt Nam mang qua nha. Nó là một cái loại kẹo chua nhất thế giới. Đó thì Thảo thấy mấy bạn á, cũng order mua ăn thử cái này nè. Cả nhà là để cho người trong gia đình mình thôi. Nên là Thảo dụ anh Chánh á, Thảo nói là người ta bút quảng cáo thôi. Chứ thực sự là không có ai bút quảng cáo hết. Nhưng mà anh Chánh anh chua quá nhăn mặt. Một lát nữa là Thảo sẽ về Thảo thử tròn bò với tí nha. Rồi Thảo cũng giả bộ Thảo nói là Thảo bút quảng cáo xem là như thế nào nha. Bà cô chú lát nữa là anh phải hợp tác với em nha. Anh lát nữa anh phải hợp tác với em. Anh nói với bò tí là bút quảng cáo nha. Ừ. Đó là coi anh giả bộ nói luôn là để cho bò tí. Dụ chơi chơi thì được. Dạ dụ chơi thôi. Quảng cáo xạo 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 thôi đừng quảng cáo. Không thì đó giờ Thảo không có dựng quảng cáo cho cả nhà. Cái này là mình giỡn thôi. Mình chỉ cho mấy anh em trong gia đình thôi. Đá trong quần luôn mà kêu kêu ngọt. Rồi lát nữa là mình sẽ thử nha. Thì dụ qua tí thôi chứ ở đâu những quảng cáo kẹo này là mình tự mua mà chứ đâu có ai gửi cho mình đâu. Đó, đây nha bà cô chú. Bây giờ là 4:45 chiều nè ông bà cô chú. Thảo vừa mới tới lại cái bệnh viện luôn. Giờ là anh Chánh ảnh đi nhanh nhanh để anh vô, anh dắt Thảo vô để kịp cái lịch mà người ta khám á. Hy vọng là người ta cho mổ sớm á cả nhà. Ở hai quận kia thì nhận review cái này nè. 3 triệu. Coi thử. Ở đang thứ hả? Cho cảm nhận là ngon nha. Ngọt lắm. Thử bò này ăn thử nè. Cái này là những quảng không? Những quảng cáo nha, nhớ là khen giùm chị nha. Chị cắt khúc nó ra. Bà Chánh sẽ cho chú tí. Chưa đưa hai người luôn rồi hai người cùng ngậm. Rất là ngon. Chưa tính là nhé. Ê. Dạ. Ngon không chưa? Ngon dám ăn. Ngon không? Ngon được. Thì hả? Ngon hả? Ngon. Y như ngon vậy. Ngon như ngon. Ngon anh. Cảm như nó ngon sao? Nó ngon sao? Nó ngon. Cái gì ngon? cho review đi để quay đàng hoàng. Chát chát không? Bị chát chát hả? Ừ. Ngon hả? Cái chà nó y chang. Hay ta. Em ta ăn thấy chua. Đi ngậm đi. Tí ngậm luôn hả? Không nhả luôn hả? Ngọt hả? Ngọt không? Đó vậy không? Tao quảng cáo vậy mới được tiền. Vậy rồi anh mày nó có quảng cáo đâu. Lẹ. Nhưng mà như cái kẹo này ngậm hồi nó ngon ra ngọt đúng không vậy? Không, kẹo đó là kẹo chua nhất thế giới á. Không có... Lấy chua gì đâu. Hả? Lấy gì còn quảng cáo. Lấy gì còn quảng cáo gì hả? Tao đâu có quảng cáo đâu. Chị Thảo đâu có quảng cáo đâu, chị Thảo giỡn á, chị Thảo tao chồng á. Vậy là tí ăn chua ghê hả? Anh đi đừng có nhả. Chua lè luôn. Anh ngậm miếng kẹo này cho mẹ cảm nghĩ nha. Liếm thôi. Con liếm thôi. Thích chưa? Con thấy gì? Con liếm lại đi. Liếm lại cho. Liếm nhiều á. Chua. Ngọt. Chị đã theo dõi cái video của gia đình mình nha. Hôm nay thì hẹn gặp lại ông bà cô chú mình ở những video tiếp theo. Cảm ơn bà cô chú mình đã yêu thương gia đình và lúc nào cũng yêu mến Ryan đó. Ba ảm mình lên kìa, anh muốn chào bà cô chú kìa. Cái video hôm nay là chủ yếu là cho mọi người hết cả nhà. Cảm ơn bà cô chú đã theo dõi và ủng hộ gia đình mình nha. Hẹn cả nhà mình ở video tiếp theo. Bye bye.